Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn lo lắng thiếu vaccine 5 trong 1 cho trẻ. Cánh đồng hoa Nhị Bình ở huyện Hóc Môn bắt đầu khoe sắc chuẩn bị đón khách du xuân. Gần 400 hành khách trên máy bay gặp nạn của Japan Airlines đã thoát hiểm như thế nào? Khởi tố đối tượng sát hại người tình, ném xác xuống sông phi tang. Thưa quý vị, sau khi được Bộ Y tế phân bổ 8.100 liều vaccine 5 trong 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã gấp rút triển khai chiến dịch tiêm bù loại vaccine này cho trẻ. Tuy nhiên, đây lại là loại vaccine cần tiêm đủ 3 mũi, do đó nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng về kế hoạch tiêm các mũi kế tiếp ra sao khi nguồn vaccine chưa dồi dào. Tại phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, hai ngày qua, 80 trên 100 trẻ trong độ tuổi đã được tiêm mũi vaccine 5 trong 1. Trên trạm y tế thông báo nếu mà không có vaccine thì sẽ đăng ký tiêm dịch vụ cho cháu. Mong là có vaccine sớm để đúng với cái lịch trình tiêm cho bé. Chúng tôi cũng ra soát các đối tượng trẻ thiếu mũi 2, mũi 3, rơi vào khoảng 200 trẻ. Thì chúng tôi cũng đã thực hiện đề xuất để có cái sự phân bổ vaccine kịp thời cho các trẻ. Còn tại trung tâm y tế quận 4, sau khi nhận được nguồn vaccine 5 trong 1, thì công tác tiêm chủng mở rộng mũi đầu tiên cho các trẻ trên địa bàn đã đạt được 90%. Lượng vaccine được phân bổ thì mới chỉ đủ tiêm được cái mũi 1 cho cái trẻ mà chưa tiêm mũi nào và tiêm mũi 2 cho trẻ đã tiêm mũi 1. Thì cái số lượng đó không đủ để mà triển khai trong những cái đợt tiếp theo. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết đã hoàn thành đặt hàng 10 trên 10 loại vaccine sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Dự kiến các địa phương sẽ nhận đủ vaccine trong tuần tới. Giai đoạn cuối năm chuẩn bị đón Tết âm lịch là thời điểm các bệnh lây truyền qua đường hô hấp có khả năng tăng cao, bao gồm cả COVID-19. Do vậy, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố HCDC đã khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. HCDC cho biết cuối năm cũng là lúc nhu cầu giao thương du lịch tăng cao, là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan. Nhu cầu mua bán gia cầm lúc này cũng tăng cao so với bình thường, có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh cúm H5N1 ở người. Ngành y tế khuyến cáo người dân đối với các bệnh viêm hô hấp cần đeo khẩu trang tại các cơ sở y tế, trên các phương tiện công cộng, tại các địa điểm tập trung đông người, thường xuyên rửa tay bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, súc miệng họng bằng nước súc miệng. Để phòng ngừa cúm gia cầm lây lan sang người, người dân không sử dụng gia cầm, các sản phẩm gia cầm bệnh, chết và không rõ nguồn gốc. Cần chọn lựa nơi mua gia cầm đáng tin cậy, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng dầu trong nước giảm nhẹ trong kỳ điều hành giá xăng dầu đầu tiên trong năm nay của Liên Bộ Công Thương. Giá xăng RON 95 đã giảm xuống mức dưới 22.000 đồng một lít. Cụ thể, xăng E5 RON 92 có giá không cao hơn 21.006 đồng một lít, xăng RON 95 không cao hơn 21.916 đồng một lít. Giá dầu diesel không cao hơn 19.368 đồng một lít, dầu hỏa không cao hơn 19.957 đồng một lít, còn dầu mazut không cao hơn 15.495 đồng một ký. Tại kỳ này, Liên Bộ quyết định trích lập quỹ bình ổn giá đối với dầu mazut ở mức 300 đồng một ký như kỳ trước. Không trích lập quỹ này đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel và dầu hỏa, đồng thời không chi quỹ này với các mặt hàng xăng dầu. Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, cánh đồng hoa Nhị Bình ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh lại khoe sắc rực rỡ. Vào thời điểm này, công tác bảo dưỡng, nâng cấp tại vườn hoa cũng đang được thực hiện ráo riết để những bông hoa có thể bung nở rực rỡ nhất, đón chào du khách gần xa đến thưởng thức nhân dịp Tết Nguyên Đán này. Thưa quý vị, với nhiều màu sắc rực rỡ của rất nhiều loài hoa như là hướng dương, thực dược, hoa hồng đỏ hay là bạch mai, làng hoa Nhị Bình thuộc huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm hài lòng những ai yêu thích vẻ đẹp của các loài hoa cũng như là khung cảnh thiên nhiên yên bình mộc mạc. Cánh đồng hoa Nhị Bình Hóc Môn rộng 11.000 m2, cho đó nên cái diện tích trồng hoa rất là rộng. Hiện tại thì thạch thảo màu tím đang nở, sao nhái vàng, cúc bách nhật màu tím, vạn thọ thì sắp sửa bung nụ. Đây tới Tết thì bọn em cũng đang cố gắng làm để cho hoa nó phát triển hơn, cũng như là bón phân đầy đủ hàng ngày để cho khách đến chụp hình này, quay phim đón Tết này, và bọn em cũng sẽ làm từ đây đến qua Tết thôi. Từ đây cho đến Tết âm lịch luôn, luôn luôn mỗi ngày sẽ khoe sắc nhiều hơn với rất là nhiều chủng loại và đa sắc màu. Và đúng vào thời điểm Tết âm lịch Nguyên Đán thì hoa sẽ nở rực rỡ.
chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền Tết Giáp Thìn năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 1 rằm tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày 9 tháng 2 tức 30 Tết. Địa điểm tổ chức là đoạn kênh tàu hủ Bến Nghé dọc tuyến đường Nguyễn Văn Của và đường Bến Bình Đông, phường 13, phường 14, quận 8. Tại sự kiện sẽ có các hoạt động trưng bày, giới thiệu, mua bán các sản phẩm hoa, cây kiểng, đặc sản trái cây, ẩm thực Tết, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, gốm sứ truyền thống của các tỉnh Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, miền Trung, Tây Nguyên. Ngoài ra còn có các hoạt động trang trí đèn nghệ thuật và tiểu cảnh, phố ông đồ, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, biểu diễn lân sư rồng, thời trang áo dài. Năm hết Tết đến cũng là thời điểm mà những người thợ tại một xưởng sản xuất ở phường Long Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh luôn tay cầm cuội từng bước để kịp tung ra thị trường những linh vật rồng độc đáo, đẹp mắt phục vụ cho Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Để làm nên chú rồng xốp này, các nghệ nhân đã trải qua các công đoạn tỉa gọt, chà nhám, phủ một lớp vải trên bề mặt cho cứng, sau đó chét bột và sơn màu. Toàn bộ quá trình hoàn thiện mất khoảng 3 ngày. Mình sẽ vẽ cái mẫu rồng trên mái xong là mình sẽ đem vào robot nó chạy Photoshop này, nó tạo hình như thế này. Ra xong là mình sẽ xử lý cho mình sơn màu lên. Mỗi sản phẩm dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng và được rất nhiều đơn vị cả trong và ngoài nước đặt hàng cho dịp Tết năm nay. Hiện xưởng có khoảng 100 người thợ và phải làm tăng ca mới đáp ứng được đơn hàng Tết. Năm nay thì anh thấy là cái lượng hàng Tết cũng rất là nhiều. Cho đến thời điểm hiện tại thì anh cũng đang cân nhắc, cũng không biết là có nên nhận nữa hay không. Trong dịp Tết Nguyên đán 2024 sắp tới, đôi linh vật rồng với tên gọi Lưỡng Long Triều Liên, tức đôi rồng chầu sen dài 100m, uốn lượn đẹp mắt, sẽ xuất hiện ở đường Hoa Nguyễn Huệ. Các mẫu linh vật rồng khác cũng sẽ có mặt ở nhiều điểm triển lãm, gửi gắm mong muốn về một năm mới may mắn và phồn vinh. Sáng nay, một ngư dân tại Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã bắt được một con cá mú nặng đến 43kg. Con cá này sau đó đã được bán cho một thương lái với giá hơn 9 triệu đồng. Theo ngư dân Nguyễn Tùng, vào sáng ngày đầu năm, ông đi tàu gỗ ra vùng biển cách thôn Bãi Hương tầm 2.000m. Khi đang dỡ lưới thì thấy bọt Tùng trắng xóa. Khi cất lưới, ông thấy con cá mú to gần bằng một người trưởng thành. Ông Tùng phải dùng dây thừng luồn qua mang rồi buộc kéo về, và phải hai người lớn mới khiêng được con cá lên bàn cân. Ở Cù Lao Chàm, người dân đã nhiều lần bắt được cá mú lớn, nhưng đây là con cá mú nặng nhất. Cá mú là loài cá rất được ưa chuộng vì thịt ráo và thơm ngon. Cá mú lớn có thể nặng hàng chục ký. Tiếp theo trong phần thông tin quốc tế, siêu du thuyền lớn nhất thế giới sẵn sàng đi vào hoạt động. Dùng AI để tái hiện màn trình diễn của huyền thoại nhạc rock Elvis Presley. Thưa quý vị, nhà chức trách Nhật Bản đang điều tra toàn diện vụ va chạm giữa máy bay dân sự và máy bay tuần thám hôm 2 tháng 1 làm 5 người thiệt mạng. Giữa cảnh cháy lớn kinh hoàng, gần 400 người trên máy bay của hãng Japan Airlines đã kịp thời sơ tán và thoát nạn một cách thần kỳ. Họ đã làm điều đó như thế nào? Đại diện hãng hàng không Japan Airlines mới đây đã thông tin về quá trình sơ tán trên chiếc máy bay chở khách thời điểm xảy ra cháy. Các tiếp viên đã phát hiện ra cháy và báo cho phi công. Khói bắt đầu tràn vào máy bay khiến hành khách hoảng loạn, nhưng 9 tiếp viên đã hướng dẫn họ thực hiện các bước an toàn và giữ bình tĩnh. Trên máy bay có 8 cửa thoát hiểm, hành khách được yêu cầu di chuyển ra bằng 2 cửa trước. Sau đó, trong 6 cửa còn lại, chỉ còn duy nhất một cửa phía sau bên trái là không bị lửa đe dọa. Theo quy trình, tiếp viên cần được phi công cho phép mới được mở cửa thoát hiểm này. Tuy nhiên, do hệ thống liên lạc nội bộ lúc này đã không còn hoạt động nên tiếp viên không thể gọi cho phi công. Các tiếp viên đã chủ động mở cửa thoát hiểm này và kích hoạt máng trượt khẩn cấp để hành khách nhanh chóng thoát ra ngoài. Cơ trưởng là người cuối cùng rời khỏi máy bay lúc 18 giờ 5 phút, hoàn tất quá trình sơ tán sau 18 phút. Toàn bộ 379 người đều an toàn, chỉ một số người bị thương nhẹ. Icon of the Sea, biểu tượng của biển cả, siêu du thuyền lớn nhất thế giới vừa cập cảng Ponce của Puerto Rico. Những bước kiểm tra cuối cùng của du thuyền đang được thực hiện để chuẩn bị cho chuyến khai thác đầu tiên vào cuối tháng này. Con tàu đã thực hiện chuyến hành trình xuyên Đại Tây Dương kéo dài 9 ngày từ Algeciras, Tây Ban Nha đến vùng biển Caribe. Tại đây, nó sẽ được tiến hành kiểm tra lần cuối trước khi đưa vào khai thác tại cảng Miami, Mỹ. Con tàu đã thu hút rất đông người dân địa phương và du khách. Họ háo hức lưu lại khoảnh khắc với con tàu khổng lồ.
Lý do chọn cảng Ponce để đưa biểu tượng của biển cả giới thiệu với châu Mỹ, đó là do cảng có độ sâu cần thiết. Ngoài ra chúng tôi có thể cung cấp sự an ninh cũng như các cơ sở hậu cần. Vì con tàu xuất hiện tại đây đã đồng thời thúc đẩy du lịch và nền kinh tế địa phương. Puerto Rico cần được biết đến nhiều hơn. Con tàu du lịch khổng lồ của Royal Caribbean International này dài hơn 365 mét và có sức chứa lên tới 10.000 người. Được thiết kế với 20 tầng với 8 khu vực khác nhau, con tàu tự hào có thể đem lại không gian tắm nắng rộng rãi. Bên cạnh đó là khu nghỉ dưỡng chuyên biệt và nhiều loại hình vui chơi giải trí cho mọi lứa tuổi. Nhớ vào công nghệ AI, những người hâm mộ ông vua nhạc rock Elvis Presley sắp tới đây sẽ được tận mắt xem lại những phần trình diễn của ông. Khán giả còn được kết hợp với công nghệ thực tế ảo để mang đến cảm giác chân thực. Khán giả sẽ sống lại cảm giác của những đêm diễn với chuyến hành trình từ Tupelo, Mississippi, nơi sinh của Presley, đến Memphis, Tennessee và Las Vegas. Trải nghiệm đặc sắc này là ý tưởng của Layer Reality, một công ty giải trí chuyên mang đến trải nghiệm nhập vai. Đây sẽ là một lễ kỷ niệm vui vẻ về cuộc đời của Elvis, con người, âm nhạc và di sản văn hóa của ông. Đỉnh cao của trải nghiệm là màn trình diễn AI của Elvis. Công ty này đã được cấp quyền truy cập vào hàng ngàn bức ảnh cá nhân và nhiều video của Elvis Presley để tạo ra những màn trình diễn cho đêm nhạc Elvis Evolution. Sau London, Elvis Evolution sẽ tới các thành phố bao gồm Las Vegas, Tokyo và Berlin. Sự quan tâm dành cho huyền thoại Elvis Presley trên toàn cầu không hề suy giảm sau 46 năm kể từ khi ông qua đời ở tuổi 42. Vận động viên leo núi người Pháp Nathan Poulain đã khiến người dân Chile phải kinh ngạc khi biểu diễn đi thăng bằng trên sợi dây dài 270 mét ở độ cao 50 mét bắc ngang qua trung tâm thành phố Santiago. Tiếng reo hò, vỗ tay vang vọng khắp mặt đất sau khi Nathan hoàn thành màn trình diễn mãn nhãn của anh. Thật không thể tin được đây không phải là cảnh tượng mà bạn có thể thấy mỗi ngày, có thể ngã bất cứ lúc nào dù là có đeo dây bảo hộ, anh ấy rất dũng cảm. Tôi nghĩ buổi biểu diễn thật ngoạn mục, rất đẹp, thời tiết thật hoàn hảo cho thử thách ấy. Buổi biểu diễn của Nathan đánh dấu màn khai mạc lễ hội sân khấu địa phương mang tên Nhà hát cho 1.000 người. Lễ hội sẽ bao gồm một loạt các buổi biểu diễn tại các không gian công cộng ở Santiago và một số vùng khác ở Chile. Vào năm 2021, Nathan đã đi thăng bằng trên một sợi dây dài 600 mét, treo lơ lửng ở độ cao 70 mét so với mặt đất từ tầng 1 của tháp Eiffel, nước Pháp. Làm việc với xe cần cẩu công trường trong một thời gian dài, anh Zhu Fei, người Trung Quốc, đã trở thành một chuyên gia điều khiển máy cẩu. Kỹ năng này điêu luyện đến mức mà cần cẩu gần như trở thành cánh tay thứ ba của anh, có thể thực hiện những thao tác nhỏ nhất bất chấp kích thước cồng kềnh thường thấy. Tại trường quay của tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới, Zhu Fei đã thực hiện thử thách dùng cần cẩu nhấc những chiếc mũ lưỡi chai ra khỏi đầu của các nữ tình nguyện viên. Yêu cầu của anh là phải thực hiện được nhiều lần nhất trong vòng 1 phút. Sau cùng, anh đã hoàn thành được thử thách này và ghi tên mình vào sách kỷ lục với thành tích 15 chiếc mũ lưỡi chai được nhấc ra. Trước đó, Zhu Fei từng xác lập kỷ lục cũng với cần cẩu này. Anh từng giữ kỷ lục về thời gian nhanh nhất là 21 giây để nhấc 6 chiếc mũ lưỡi chai ra khỏi đầu bằng cần cẩu. Một vườn thú ở Hàn Quốc vừa công bố cặp gấu trúc song sinh mới trong ngày 3 tháng 1, trước khi chúng chính thức ra mắt khách tham quan vườn thú. Cặp gấu trúc song sinh Rui Bao và Huy Bao đánh dấu kỷ niệm 6 tháng chào đời vào ngày 3 tháng 1, sẽ ra mắt khách tham quan vườn thú từ ngày 4 tháng 1. Với tư cách là thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình gấu trúc tại công viên giải trí Everland ở thành phố Yeongin, phía nam thủ đô Seoul. Ban quản lý của Everland cho biết chúng sẽ chỉ được ra mắt công chúng vài giờ mỗi buổi sáng cùng với gấu trúc mẹ Ai Bao cho đến khi chúng quen với việc tiếp xúc. Cặp song sinh Rui Bao và Huy Bao đã được 180 ngày tuổi, chúng đã được mẹ chăm sóc, đạt đến giai đoạn có thể đi lại và theo mẹ khá tốt. Cặp song sinh này đều là con cái, chào đời tại công viên vào ngày 7 tháng 7 năm 2023. Chị của chúng, Phu Bao, là con gấu trúc đầu tiên được sinh ra ở Hàn Quốc vào năm 2020. Một con chim cánh cụt đáng yêu có tên là Tao Bao đang gây sốt trên mạng xã hội ở Trung Quốc khi hóa thân thành một hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu khung cảnh tuyết trắng đẹp mắt ở thành phố Cáp Nhĩ Tân.
một mình rảo bước trên con đường phủ tuyết trắng trong làn sương mù. Hướng dẫn viên du lịch Tao Bao khiến người xem thích thú bởi dáng đi ngả nghiêng, tiếng đạp chân vỗ cánh lạch bạch và cả sự tập trung của chú khi khám phá các con đường đến mức quên cả hướng mặt về phía ống kính. Trong video, Tao Bao đang tận hưởng sự kỳ diệu của mùa đông tại đảo Mặt Trời, một điểm đến du lịch nổi tiếng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc Trung Quốc. Tiếp theo trong phần thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông, bắt 3 nghi phạm tàng trữ hơn 10 kg ma túy tại Quảng Bình. Tai nạn giữa hai xe đầu kéo trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khiến một người tử vong. Thưa quý vị, do có mâu thuẫn với người tình, một trung úy công an có vợ con đã sát hại và ném xác nạn nhân xuống sông để phi tang. Sáng nay, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã khởi tố bị can bắt tạm giam Ngô Minh Thông, 29 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, Công an tỉnh Bến Tre nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể đựng trong bao ni lông dạt vào bãi bồi ven sông Hàm Luông, khu vực thuộc xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là chị NTH, sinh năm 1996, ngụ phường 2, thị xã Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang. Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Ngô Minh Thông có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Qua đấu tranh, Thông khai nhận do có mâu thuẫn tình cảm với chị H nên Thông đã giết nạn nhân trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, sau đó chở thi thể đến cầu Hàm Luông, thành phố Bến Tre, vứt xuống sông phi tang. Ngô Minh Thông đã bị tước danh hiệu công an nhân dân trước khi bị khởi tố, bắt giam. Cũng trong hôm nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Phi Sơn, 35 tuổi, ngụ phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, về tội giết người. Trước đó, lúc 13 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2023, Sơn tổ chức nhậu tại nhà mẹ vợ của mình là bà TTC, 58 tuổi. Tới khoảng 19 giờ, giữa Sơn và mẹ vợ xảy ra mâu thuẫn, Sơn lấy dao đâm mẹ vợ. Chứng kiến sự việc, chị vợ của Sơn chạy đến can ngăn, cũng bị Sơn dùng dao đâm. Không dừng lại, Sơn tiếp tục dùng dao đâm thêm mẹ vợ, làm bà tử vong. Sau khi gây án, Sơn mang theo hung khí leo tường rào phía sau nhà bỏ trốn và sang ngày hôm sau đến công an đầu thú. Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 3 nghi phạm tham gia mua bán, tàn trữ và vận chuyển ma túy tổng hợp các loại với số lượng lớn. Qua khám xét, công an đã bắt giữ 3 nghi phạm gồm Nguyễn Minh Tú, Trần Thanh Bình, Đinh Ngọc Phi. Cả 3 đều mới 19 tuổi và thường trú tại thành phố Đồng Hới. Tăng vật thu giữ được gồm gần 16.600 viên ma túy tổng hợp, 2 gói ma túy bột tổng hợp loại thuốc lắc, gần 11.200 viên ma túy dạng hồng phiến, 98 gói ma túy tổng hợp dạng nước vui, 34 gói ma túy ketamin với tổng trọng lượng khoảng 10 kg. Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên và tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định. Trưa nay trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, một xe đầu kéo đã tông vào đuôi xe đầu kéo khác cùng chiều khiến một người tử vong tại chỗ. Khoảng 11 giờ 30 phút trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn km 150 hướng Phan Thiết - Phan Rang qua địa bàn huyện Bắc Bình, Bình Thuận, một xe đầu kéo kéo theo rơ móc đã tông vào đuôi một xe đầu kéo lưu thông cùng chiều phía trước. Cú tông làm phần đầu của xe đầu kéo phía sau biến dạng, khiến một người trong cabin xe này tử vong tại chỗ. Xe cẩu cứu hộ đã được điều động khẩn cấp tới hiện trường để cẩu cabin đưa nạn nhân tử vong ra ngoài. Do hiện trường tai nạn nằm giữa đường cao tốc nên nhiều phương tiện phải xếp hàng dài chờ nhiều cây số. Lực lượng cảnh sát giao thông phụ trách cao tốc đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ. Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành điều tra vụ một người đàn ông nhặt ve chai nghi gặp nạn tử vong tại một công trình đang thi công vào sáng nay. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng nay, một nhóm công nhân dùng xe cuốc tháo dỡ bức tường gạch trước căn nhà trên đường tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Ít phút sau đó, mọi người phát hiện một người đàn ông bị một vết thương trên người nghi do vật cứng va trúng. Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Công an huyện Củ Chi đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc. Theo người dân, nạn nhân ngoài 45 tuổi quê Đồng Tháp, thuê trọ trên địa bàn huyện Củ Chi, thường đi nhặt ve chai quanh khu vực này. Công an huyện Củ Chi đã lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh nhà dân xung quanh để điều tra, làm rõ vụ việc. Tại Đắk Lắk, một người đàn ông say xỉn đã hành hung cán bộ cảnh sát giao thông trong lúc bị dừng kiểm tra nồng độ cồn. Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.
Trước đó, chiều ngày 1 tháng 1, tổ tuần tra đang thực hiện nhiệm vụ trên đường Lê Duẩn, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, thì phát hiện hai người đàn ông đi trên một xe máy có dấu hiệu đã uống rượu bia, nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển xe là Tạ Hữu Hóa, 39 tuổi, trú tại phường Ea Tam, không hợp tác, chửi bới, kéo ngã xe mô tô đặc chủng và túm cổ áo, dùng tay đấm hai cán bộ cảnh sát giao thông. Lúc này, người ngồi sau xe là Tạ Hữu Quý, 41 tuổi, đã hỗ trợ Hóa giữ một cán bộ cảnh sát giao thông, rồi dùng điện thoại quay video ăn vạ. Theo kết quả đo nồng độ cồn, Hóa vi phạm ở mức 1,154mg trên 1 lít khí thở. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hóa về các lỗi vi phạm, điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe và tạm giữ phương tiện theo quy định. Trong phần thông tin thể thao và cập nhật, Ronaldo và Messi cùng cạnh tranh để có tên trong đội hình tiêu biểu năm 2023. Kết quả một số trận đấu chiều nay tại vòng 1/8 của giải quần vợt Brisbane International. Thông tin cập nhật, thưa quý vị, mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố. Ngày 2 tháng 1 năm 2024, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự đối với Hoàng Quốc Vượng, sinh năm 1963, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ngay sau khi Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao phê chuẩn ngày 4 tháng 1 2024, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Hoàng Quốc Vượng. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây chiều nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở chương trình 60 giây vào sáng mai. Cũng vào khung giờ quen thuộc là 6:30 trên cả hai kênh HTV7 và HTV9 với những thông tin mới nhất luôn được chúng tôi cập nhật trong đêm. Chúc quý vị có một buổi tối với thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt.